47. Chúng ta phải chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị cho trưởng môn bọn họ một bữa tiệc thịnh soạn. Món đầu tiên, đầu cá hấp ớt. Kỹ năng thật khủng bố, chỉ cần một chiêu đã có thể đánh tan đội quân của ta. Tuy nhiên, mọi người yên tâm, kỹ năng mạnh mẽ như vậy, bọn họ chắc chắn không thể phóng thích nhiều lần. Tất cả binh lính mau chóng tập hợp phản công. Đô đô, muội thái ớt nhanh như vậy, không mệt sao? Không mệt, mang đĩa ớt tiếp theo lên đi. Hiệp 2. Đây là đợt thứ 9 hay là thứ 10 thế? Bọn hắn đều không hao tổn gì hay sao? Hủy diệt đi, nhanh lên, ta mệt mỏi lắm rồi. Hô, không ngờ 10 vạn hoàng cân lực sĩ phối với chảm của ta lại là máy xay thịt trên chiến trường. Nhưng cũng may là bọn họ ngoài cần linh năng của ta còn có thể mượn nhờ thiên địa linh lực, bằng không cho dù ta chém tiêu hao thấp, ta cũng không thể nào tùy ý dùng như vậy. Còn nhớ ngươi có hai luồng khí xoáy, tốc độ khôi phục linh năng kinh người, bằng không hoàng cân lực sĩ thường xuyên sử dụng kỹ năng như thế đã hút khô ngươi từ lâu rồi. Kè kè, kiếm võ song vương quả thật bất phàm, cho phép ta có thể khống chế hoàng cân lực sĩ đồng thời. Đối đầu với 5 vị võ vương. Tiểu tử này sao lại khó chơi như thế? Không mau giải quyết hắn, đại quân chân dương quận đều sẽ bị tàn sát hết. Nhưng hiện tại hai bên giằng co, nếu để cho bọn họ thành công, kế hoạch của quận thủ sẽ. Bây giờ những người khác, chỉ cần có thể giải quyết xong đối thủ đến đây tương trợ, chúng ta tất thắng. Thiên thiên và tinh thần đối kháng võ vương đều là trung phẩm, hai người họ có thể tự bảo vệ mình đã là không dễ. Thực lực tổng thể bên ta khá yếu, kéo dài càng lâu càng bất lợi, ai có thể phá cục? Lão Giang, Chu Hồng, hay là Thanh Dương? Không phải Thanh Dương là miễn cưỡng đối phó với võ vương sơ phẩm sao? Sao có thể? Tận dụng thời cơ, tam gia giúp ta. Yến Nhân Trương Dực Đức đến đây. Hỏng bét, sao cơ thể không di chuyển được? Đến ai muốn chết nữa đây? Đám gà. Chư vị, không thể giấu giếm được nữa rồi, nếu không chúng ta thật sự sẽ hẹo ở đây đấy. Thủ đoạn liều mạng áp đáy hòm đều xuất ra đi. Thanh Dương, kế tiếp ngươi cứ đứng sau hỗ trợ là được rồi. Mấy tên cao phẩm võ vương này liều mạng mà nói, uy lực không thể khinh thường. Còn nữa, tiểu tử ngươi sẽ không dùng cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh gì để gia tăng sức chiến đấu ngắn hạn đấy chứ? Nếu vậy, thì lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi. Trưởng môn yên tâm, đây là tu vi thật sự của ta. Chỉ có điều, tìm người mở chút ít lò. Thanh Dương à, cả đời ta có hai loại tuyệt học bám vào người, một loại là kỹ năng trồng dược liệu. Chủng dược bí tịch là do Tôn Bất Không kế thừa, ta đã không tiếc. Một cái khác là ta đây một thân võ học, chuẩn xác mà nói là ta lão tiểu nhị sáng tạo ra thông thiên võ học. Võ công này tập luyện cần có hai điều kiện cực kỳ hà khắc, tìm khắp toàn bộ thiết cốt phái, cũng chỉ có ngươi phù hợp. Tình huống hiện tại của ta đúng là ngoài ý muốn, công pháp này tham tạo hóa, sâu không lường được, ngươi có nguyện ý giúp lão nhân ta truyền lại hay không? Ngụy lão, hai điều kiện tập luyện kia là gì? Điều đầu tiên và quan trọng nhất là đủ anh tuấn, đây là tiêu chuẩn mà bằng hữu của Ngụy lão định ra. Điều thứ hai là Ngụy lão căn cứ tình huống của mình mà suy đoán. Có thể cần chuyên tâm một chút, đào hoa quá vượng có lẽ sẽ xì hơi giống như ông ấy. Đủ anh tuấn. Cả cái thiết cốt phái này chỉ có ngươi phù hợp thôi sao? Chết đi. Lão tử không tính là anh tuấn sao? Tha mạng, ngài rất anh tuấn, cũng chỉ kém tiểu ca bên cạnh một chút mà thôi. Chỉ một chút thôi. Tập phim hôm nay đến đây là hết. Mọi người nhớ nhấn nút like và bật chuông thông báo để nhận thông báo về tập mới sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thông qua việc cày view trên các nền tảng trên hoặc donate để giúp nhóm có thêm động lực, kinh phí dịch chuyển nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.